Xin chào các người, là mình Queen Japan đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký tài khoản ngân hàng vào trong Mercari mà trừ tài khoản ngân hàng Jisoo ra nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là những cái tài khoản ngân hàng khác, ví dụ như là MUFG này, hoặc là ngân hàng Mizuho này, hoặc là ngân hàng SMBC. Thì mình sẽ sử dụng những cái ngân hàng lớn này để mình hướng dẫn các bạn đăng ký vào trong cái app Mercari để các bạn nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào trong MercPay để các bạn thanh toán ấy. Hoặc là trường hợp mà các bạn sử dụng cái trả sau của Mercari ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái tài khoản ngân hàng này để người ta trừ tiền sau khi mà các bạn sử dụng vào nhá. Đầu tiên mà khi mà các bạn muốn đăng ký tài khoản ngân hàng vào trong Mercari ấy, thì các bạn phải xác minh danh tính cho mình trước. Nếu mà bạn nào mà chưa xác minh danh tính của Mercari thì các bạn có thể xem cái video mình hướng dẫn các bạn là cách xác minh danh tính trước, và sau đó là các bạn vào các bạn đăng ký cho mình nhé. Và thêm một cái yêu cầu nữa là những cái tài khoản ngân hàng của các bạn như thế này ấy, là các bạn phải đăng ký banking rồi thì các bạn mới có thể đăng ký vào để sử dụng nạp tiền vào được nhé. Các bạn lưu ý nếu mà các bạn chưa đăng ký banking ấy, thì vào các bạn đăng ký nó sẽ bị lỗi. Và cách đăng ký của mỗi cái tài khoản này thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là có thể là mình sẽ phải nhập số điện thoại này, nhập thông tin của mình này, hoặc là nhập mật khẩu banking, hoặc là nhập mật khẩu của tài khoản ngân hàng để rút tiền ấy. Mỗi cái nó sẽ có những cái yêu cầu khác nhau, thì mình sẽ hướng dẫn ở phía đằng sau nhé. Đầu tiên thì mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn là của ngân hàng MUFG này trước này, và sau đó là đến ngân hàng Mizuho, và cuối cùng là sẽ là ngân hàng SMBC nhé. Các bạn xem là mình muốn đăng ký cái tài khoản ngân hàng nào ấy, thì các bạn xem cái phần đó giúp mình nhé. Và bây giờ thì các bạn hãy lấy cho mình điện thoại ra, và thêm nữa là cái tài khoản này cũng cho mình nhé. Tí nữa thì mình sẽ phải nhập cái mã chi nhánh 3 số ở bên trong trên thẻ này này. Mỗi cái ngân hàng này nó sẽ có một cái chi nhánh 3 số này, và sau đó là nhập số tài khoản 7 số cho người ta. Và thêm nữa là nếu mà các bạn là sử dụng ngân hàng Mizuho ấy, bạn nào mà sử dụng cái banking và có cái thẻ banking thì các bạn cũng lấy luôn ra cho mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình hướng dẫn cụ thể các bạn ở phía đằng sau này nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào trong cái app Mercari nhé. Các bạn sẽ mở cho mình app lên này, vào cho mình cái phần Shiharai, rồi vào kéo xuống dưới nhé. Cái này của mình chắc khả năng khác so với các bạn ấy. Nhấn vào cho mình cái phần Shiharai CT vào đây nhé. Và tiếp theo là nhấn vào phần Ginkgo giả vào đây. Nó sẽ hiện lên phần này mình đã đăng ký Jisoo rồi, và các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần bên dưới nhé, Shinkigo giả no Toroku này, nhấn vào đây nhé. Trước khi mà các bạn muốn đăng ký cái này ấy, thì các bạn bắt buộc là phải xác minh danh tính nhé. Nếu mà chưa xác minh danh tính thì các bạn hãy xem video mà mình hướng dẫn các bạn là xác minh danh tính rồi nhé. Rồi các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần xứ ghế sư sư mự cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ trên nhé. Các bạn nhấn vào cho mình cái phần Mitsubishi UFJ thì mình sẽ đăng ký ngân hàng MUFJ trước nhé, cái ngân hàng này. Rồi bây giờ đầu tiên thì các bạn sẽ phải nhập thông tin của tài khoản ngân hàng này, sau đó là nhập mật khẩu của rút tiền này, và sau đó là thêm một cái nữa liên quan đến Internet Banking. Nhấn vào xứ ghế cho mình ở phần bên dưới nhé, ở cái hai hàng bên dưới cùng ấy. Đầu tiên bên trên thì các bạn sẽ nhập cho mình mã 3 số ở trên thẻ của các bạn ấy, mã số chi nhánh của bạn nhé. Cái phần chi tên cô độ này, nhập cho mình 3 số vào đây, chi nhánh của các bạn nhé. Nó sẽ hiện lên thì các bạn sẽ chọn cho mình. Bên dưới là nhập cho mình số tài khoản ngân hàng, bao gồm 7 số vào đây. Bạn lấy số tài khoản ngân hàng các bạn ra nhé. Nhấn vào phần Ginkgo Saito, mình sẽ chuyển sang. Nhập cho mình mật khẩu 4 số của Mercari vào. Phần này thì các bạn kéo xuống dưới cho mình thôi. Kéo xuống dưới nhé, nhấn vào phần đôi sư rử. Trong cái phần này thì các bạn sẽ phải nhập cho mình thông tin của các bạn vào nữa. Bên trên là ngày tháng năm sinh, cái phần màu đỏ nhé. Ngày tháng năm sinh này, bên dưới là mật khẩu 4 số của thẻ này, cái thẻ mà để các bạn rút tiền nhé, mật khẩu 4 số để rút tiền nhé. Các bạn nhập đi. Sau đó cái phần bên dưới là mình sẽ phải mở app lên. Các bạn vào cho mình cái app của MUFG lên. Phần này thì các bạn không cần phải mở app lên đâu. Các bạn chỉ cần nhấn cho mình bên ngoài này này, cái one time password nhấn vào đây. Mình sẽ copy nhé, các bạn nhấn dài cho mình cái 6 số này, copy nó lại, quay lại cái phía màn hình trước nhé, và nhập vào đây cho mình. Đó, nhập vào đây. Sau đó là nhấn vào phần dịch cổ màu da cam là được nhé. Đó là mình đã xong rồi đấy. Nhấn vào phần màu da cam thôi. Người ta có gửi cho mình cái email là đã liên kết ngân hàng ấy. Đến cái phần này là các bạn đã liên kết xong nhé. Các bạn nhấn vào OK thì nó sẽ hiện lên.
Giờ là các bạn có thể sử dụng nạp tiền từ ngân hàng MUFG này rồi. Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn ngân hàng tiếp theo nhé. Nhấn vào xin key Toroku. Rồi cũng như thế thôi, nhấn vào dưới sự sưng bự cái phần này thì giống nhau. Chọn cho mình Mizuho Ginko nhé. Mizuho Ginko khả năng nó sẽ... Các bạn lấy cho mình thêm cái thẻ, nhấn vào phần màu đỏ cho mình. Cái thẻ banking ấy, bạn nào sử dụng cái thẻ banking lấy thêm ra cho mình nhé. Mình sẽ nhập các thông tin, thêm thông tin khách hàng nữa này. Thông tin mật khẩu login này, mật khẩu số 2 này. Phần này thì các bạn nhập cho mình thôi. Mã 3 số chi nhánh ở phần chi tên cô độ này nhé. Nhập vào đây. Của mình là 469 này, nhập vào đây sẽ nó hiện lên nhé. Tích vào đây cho mình. Và bên dưới cùng ấy thì nhập 7 số mã số ngân hàng vào thôi. Dư hồ này hơi lòng ngòng một chút đấy. Nhập cho mình mật khẩu 4 số, mình được ca đi. Cái phần này các bạn kéo xuống dưới cho mình nhé. Các bạn lấy cho mình cái Okakusama Bango, Okaku Bango vào trong app Mizuho này. Giờ các bạn mở app Mizuho lên, vào cho mình cái Okakusama Yoho này. Nhấn vào đây. Ở trong phía góc này nó sẽ có mã số nhé. Các bạn sẽ nhập cho mình cái mã khách hàng của bạn vào đây. Phần này là của mình nhé. Nhập nó vào này. Rồi sau đó là nhấn vào phần login cho mình. Nhập cho mình mật khẩu login, tức là mật khẩu banking. Mật khẩu mà các bạn tạo nhé, banking nhé. Sau đó là nhấn vào login cho mình. Rồi nhấn vào dưới ghế đi. Tiếp đến. Cái này mình nhập khá nhiều thông tin đấy. Các bạn kéo xuống dưới cho mình nào. Đến nhập mật khẩu số 2 nhé. Cái này nếu mà các bạn là sử dụng Mizuho thì chắc các bạn cũng biết là phải nhập cái này rồi này. Nhập cái mật khẩu số 2 mà người ta gửi cho mình. Bạn nào mà sử dụng thẻ banking thì bạn lấy ra nhé. Nhập cho người ta đúng cái thứ tự mà người ta yêu cầu nhé. Ví dụ như của mình là số thứ 4 là số mấy này, 5 là số mấy, 6 là số mấy, 1 là số mấy ấy. Còn nếu mà các bạn sử dụng app thì các bạn mở app lên cho mình này. Và nhấn vào cho mình cái phần Daini Bango. Anso Bango này. Thầm bắt mình xác nhận qua số điện thoại mà mình đăng ký nhé. Nhấn OK. Mình xác nhận mã qua số điện thoại này. Đợi một chút người ta sẽ gửi về số điện thoại các bạn một cái mã. Thì các bạn sẽ nhập vào đây cho mình. Đây mã 5 số đấy, các nhập vào đây cho mình nhé. Nhân vật dưới ghế. Thì nó sẽ hiện lên mật khẩu số 2 cho các bạn. Đây các bạn sẽ chọn cho mình nhé. Tùy vào từng bạn nhé, người ta sẽ yêu cầu là số thứ mấy thì các bạn lấy trong đó cho mình. Số 4 là số mấy ấy, số 5 là số mấy nhập cho mình nhé. Nhấn vào phần Moscomi. Rồi, mình sẽ đăng ký xong rồi nhé. Nhấn vào phần mô đô rượu là nó sẽ xong. Rồi, hiện đến cái phần này là mình đã đăng ký được xong Mizuho rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái ngân hàng cuối cùng nữa. Đó là ngân hàng SMBC. SMBC này nhé. Nhấn vào phần Shinki Kozano Toroku này. Tương tự như thế thôi. Nhấn vào Shige Tsutsumu cho mình. Chọn cho mình Michi Sumitomo Ginko nhé. Bây giờ mình sẽ phải nhập các thông tin này thôi. Thông tin ngân hàng này, mật khẩu số 1 này. Và thêm mật khẩu một lần nữa. Nhấn vào cho mình cái phần màu đỏ đi. Shige này. Cũng tương tự nhé, các bạn sẽ nhập cho mình mã số 3 số chi nhánh của các bạn vào đây này. Bên trên phần chi tinh cô độ này. Chọn nó vào. Nó sẽ ra. Nhập 7 số mã số tài khoản ngân hàng các bạn vào. Nhấn vào site này. Nhập mật khẩu của Mercari vào đây. Phần này thì mình sẽ phải nhập một cái mật khẩu. Cái này cho mật khẩu là 4 số nhé. Chắc là mật khẩu banking khi mình đăng ký hoặc là mật khẩu rút tiền. Các bạn sẽ nhập cho mình thử xem nhé. Nhập phần login cho mình. Bây giờ thì mình sẽ phải lấy một cái mã mật khẩu một lần. Ở trong app thì các bạn sẽ mở cho mình cái app của ngân hàng SMBC lên. Các bạn chỉ cần mở ra nhé, không cần phải login vào đâu. Mở ra, tắt cho mình cái phần login vào đi. Đừng mở lên nhé. Các bạn tắt lại đi. Để màn hình như thế này thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần one time password độ này. Nhấn vào sư sư mở cho mình.
Rồi các bạn sẽ copy cho mình cái mật khẩu này vào đây. Copy nhé, hey. Sau đó là quay lại màn hình cũ và nhập cho mình cái mật khẩu đó vào đây. Nhấn vào phần login nhé. Giờ người ta sẽ gửi cho các bạn mã số về số điện thoại mà các bạn đăng ký với ngân hàng ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình để nhận mã số này. Ok, tôi được này, đúng số thẻ, đúng số điện thoại của mình vào nhé. Thì người ta sẽ gửi cho các bạn một mã số 4 số. Các bạn có thể mở lên, mở tin nhắn lên nhé, lấy cho mình cái mã số này vào. Nó chỉ có 4 số thôi ấy. Đây bên MRP này, các bạn nhập vào cho mình. Rồi nhấn vào phần calculate. Mình đã đăng ký xong rồi. Tiếp theo, phần này thì bạn kéo xuống dưới cho mình. Nhấn vào phần Moscomi này, tích vào đây này. Nhấn vào phần màu da cam là mình đăng ký tài khoản ngân hàng xong nhé. Giờ nó ra như thế này là ok rồi đấy. Các bạn đã đăng ký được tài khoản ngân hàng SMBC rồi. Và mình đã hướng dẫn các bạn là cả ba cái tài khoản là MUFG này, Mizuho này và SMBC. Rồi, đó là xong rồi nhé. Và trên đây thì mình đã hướng dẫn xong các bạn là cách đăng ký tài khoản ngân hàng, những cái ngân hàng khác ngoài Zucho vào trong cái app Mercari rồi nhé. Ở đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.